Duy Khánh hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là trong đêm thi ngày hôm nay chỉ còn lại 5 thí sinh đồng hành cùng với chương trình, và các bạn ấy phải cố gắng 100% năng lực của mình để có thể mang đến những phần trình diễn thật ấn tượng, thật độc đáo, và đặc biệt là phải giống với phiên bản gốc. Chúc các bạn may mắn. Và ngay sau đây sẽ là thành phần ban giám khảo. Duy Khánh xin được mời giám khảo ca sĩ Mỹ Linh, giám khảo diễn viên MC Đại Nghĩa, và một giám khảo khách mời đó chính là diễn viên MC Ốc Thanh Vân. Chị Ốc thân mến, lần trước thì chị đã được đồng hành cùng với Gương Mặt Thân Quen rồi. Ngày hôm nay chị quay lại thì em thấy là tâm trạng của chị nó khác hẳn luôn. Lần trước chị tới với một cái sự hồ hởi nhưng mà có một chút bỡ ngỡ. Lần này em thấy cái sự hồ hởi đó đi đôi với cái sự hân hoan và hăng hái, hớn hở, dạ đúng, hí hửng. Chị biết sao không? Từ đầu chương trình tới bây giờ, hôm nay đã là đêm thứ 9 rồi chị. Mà từ phía anh giám khảo Đại Nghĩa cũng như là giám khảo Mỹ Linh thì em vẫn không thấy được cái sự hồ hởi khi mà cho điểm á. Nên là em nghĩ là ngày hôm nay em sẽ hỏi thăm chị trước. Chị để dành sự hồ hởi cho tất cả những cái phần khác, còn riêng cái phần cho điểm thì chị xin phép là chị giữ lại một chút ý tứ. Mà thật sự là anh Đại Nghĩa với lại chị Mỹ Linh nó cũng ác với em lắm. Sao vậy em? Từ đầu tới cuối á, cái gì cũng nhiệt tình với em, cứ tới cái khúc cho điểm giấu em, không có muốn cho em nhìn vô cái bảng điểm, mà cũng không có muốn chia sẻ với em là anh chị cho bao nhiêu điểm, làm cho em rất là khó xử luôn. Có gì đâu em, em là Út trong nhà mà. Đó, sang Út nhờ khó Út phải chịu chứ em. Anh Đại Nghĩa ơi, cái này mặt nó dữ quá à. Cái mặt nó sợ lắm. Bữa nay em có thấy tại sao mà ban giám khảo mặc trang phục mà nó cùng cái tông màu nó u tối vậy không? Dạ không, em thấy nó không phải là u tối mà nó rất là sang và thể hiện được cái sự quyền lực của cả ba anh chị. Nhưng cái sắc màu á nó đen. Dạ. Và bên sao muốn thể hiện một cái sự gọi là mạnh mẽ. Ê. Bữa nay sẽ không còn gọi là mềm yếu như mọi khi nữa, bởi vì chúng ta đã đi đến chặng đường gần cuối rồi, cho nên dạ, là ban giám khảo sẽ phải mạnh mẽ và quyết đoán trong từng phần nhận xét và từng phần cho điểm. Và dĩ nhiên đến phần cho điểm em Út phải là người cho trước. Ô, các bạn đồng ý không ạ? Có đặt em vô thế khó, bây giờ đặt người ta là em Út rồi, cái gì sang cũng do Út, mà tệ hơn cũng do Út thì thôi đành phải chịu chứ sao giờ. Thôi. Chị kiểu mà chị mà kiểu đến sau mà em, chị chỉ là người đến sau thôi mà, chị đâu có được quyền quyết định gì đâu, thì thôi anh nói sao thì em xin chịu. Em thấy em Khánh, dạ, chị đến sau mà, chị đến sau mà, chị đến sau mà, chị muốn khoe bộ móng tay 10 màu của chị đó. Thật sự là vậy nè, tại vì do hôm nay mình đã hẹn nhau là mình mặc đồ đen, mà chẳng lẽ mình để mình đen thui từ đầu đến cuối hết thì mình u tối quá. Dạ. Vì gương mặt thân quen mà ngày hôm nay, trời ơi em nè, em nhuộm tóc mới nè. Wow. À, em sơn móng tay nhiều màu nè, đủ sao màu nè. Sao nãy em nói với anh, dạ, là em sơn móng tay là vì em đang quay một cái MV mới của em. Vì em đi quay Gương Mặt Thân Quen mà. Anh Nghĩa vạch mặt hết luôn. Chị cẩn thận nha chị, sắp có đối thủ cạnh tranh với chị rồi đấy. Về vụ gì? Về mặt âm nhạc đó chị à. Chị coi nè, chị là ca sĩ nổi tiếng, chị là diva, mà cái đôi tay của chị không có sơn móng, trong khi người ta sắp sửa làm ca sĩ thôi mà người ta nhiều màu như vậy đó. Hèn chị, hôm nay em thấy chị Ốc đầu tư rất là nhiều, ngoài bộ móng ra thì cái đầm của chị á. Cái này không phải là muốn lấn át mọi người, nhưng mà lỡ mặt rồi thì em đứng em khoe cho mọi người thấy. Nó chỉ như thế này thôi, tại vì nó lỡ đen quá thì cũng phải có điểm nhấn chút xíu đó, nên là nếu mà chị không sơn móng tay cũng được thì em cho chị mượn cái hộp xoàn em mới mua để đi quay Gương Mặt Thân Quen. Ôi đây 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 chị, đây. Không hề giả trưng. Thôi mình vào chương trình đi em. Dạ mình vào chương trình hả chị? Thấy là hơi tập trung vào chị quá nhiều rồi đó. Dạ rồi, bây giờ em sẽ tập trung vào chị Mỹ Linh nè. Đó. Dạ chị Mỹ Linh thân mến, ngày hôm nay đã là đêm thi thứ 9 rồi và chúng ta chỉ còn có 5 thí sinh thôi. Nhưng mà điểm số giữa các bạn ấy thì đang rất là sao sát nhau. Thì em không biết là chị nhìn nhận như thế nào về top 5 thí sinh hiện tại. Tôi nghĩ là cho đến giờ phút này mà 5 thí sinh hiện tại đã vào được đến đây là ngang tài ngang sức. Và đương nhiên là họ phải giỏi rồi. Không giỏi sao mà vào được đến đây nhỉ? Dạ. Câu trả lời như sách ấy, gì nữa. Chị mình có thể mình nói cho nó dài dài hơn chút xíu không chị? Tại em đang tập trung lắng nghe. Dạ em muốn nghe thêm ý kiến của chị. Nói thật chứ hồi nãy thấy tế bảo có Ốc Thanh Vân đến là tôi đã giận hết cả người rồi, biết sao không? Có bà này các chị mất điện à? Dạ. Chỉ còn hình không còn tiếng. Em đừng có hỏi gì tới chị nữa nha. Dạ vâng. Chị sẽ ngồi xem tập trung, chị không nói gì rồi, nữa. Rồi mọi người làm chứng nha, Ốc Thanh Vân nói câu này nha, để một lát mình xem thử nếu như không cần hỏi Ốc có nói hay không nha. Mời Khánh tiếp chương trình. Và ngay sau đây Kara tuần này sẽ hóa thân thành nữ ca sĩ Bảo Thi. Nhưng mà hát bài gì của Bảo Thi thì đó là một cái điều mà bản thân Khánh và các bạn khán giả rất muốn biết. Nào đi cùng Khánh nhé, xin mời.
xin chào Cara. Tuần này bạn sẽ hóa thân thành chị Bảo Thi. Trời ơi, chưa gì là đã thấy có một sự tương đồng về gương mặt. Vậy ạ? Đúng rồi, rất là xinh đẹp. Nhưng mà chị hơi ngược lại tí xíu là chị Bảo Thi thì nhìn cảm giác là rất là mong manh, dễ vỡ, nhẹ nhàng. Bởi vì chị ấy là công chúa mà đúng không? Được mệnh danh là công chúa bong bóng. Còn Cara thì sẽ là kiểu cá tính mạnh mẽ. Thì không biết là khi mà mình hóa thân thành chị Bảo Thi thì mình có nhẹ nhàng lại được không? Cố gắng hết sức có thể dùng hết những phần nữ tính có trong người mình để show ra cho mọi người thấy ạ. Rồi còn về cái giọng hát thì sao? Cố gắng uống nắng cái giọng hát. Giọng chị Bảo Thi thì rất là mỏng, rất là nhẹ nhàng mà kiểu... Đúng rồi. Thì mình tập có khó nhiều lắm hay không? Tại vì mình chỉ có 7 ngày thôi. Dạ. Thì thực ra thì em cũng... đôi khi bị quên. Có những cái quãng giọng thấp 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 thì em làm vẫn chưa tốt lắm. Nhưng mà phần cao thì nghe sẽ giống hơn nhiều hơn nên là vẫn đang cố gắng chỉnh chỉnh nữa. Bây giờ mình coi thử coi là Cara có tập giống được cái âm sắc giọng của nữ ca sĩ Bảo Thi không các bạn nhé. Mà ngày hôm nay trang phục của mình là người Nhật hả? Dạ, gái Nhật đó. Rất là dễ thương. Và giữ vững tinh thần này, vui vẻ, lạc quan, yêu đời nha. Không gì phải gọi là áp lực quá. Tại vì lên sân khấu mình sẽ bị chi phối rất là nhiều thứ nha. Cố lên. Cảm ơn anh. Rồi, chúc Cara thành công khi hóa thân thành nữ ca sĩ Bảo Thi. Xin mời. Mang cho nhau thêm những mềm mại và cùng làm cho nhau vui.
đời để chi giúp em xóa hết những buồn lo. Ngày dài sẽ thật vô nghĩa khi chẳng hề có ai sống chung một niềm tin. Em tin người đó sẽ là ai? So give me your love, give me your love. Hãy khiến cho em không điên vì anh mà không biết đúng sai. So give me your love, give me your love. Hãy đánh thức tâm hồn em và hương vị ngọt đời mọi ai. Love, 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 love. So give me your love, give me your love, give me your love, 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 love. So give me your love. Give me your các bạn dancer của vũ đoàn Ngô ạ. À. Yeah. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Nikki Monster. Rất là cảm ơn Kara với một tiết mục vô cùng sôi động trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ cho Duy Khánh hỏi là tại sao ngày hôm nay Nikki đã có mặt trong sân khấu của Gương Mặt Thân Quen và đặc biệt là xuất hiện trong tiết mục của Kara Phương. Dạ, điều đầu tiên Kara muốn chia sẻ là tại vì đúng theo bản gốc thì có phần trình diễn của anh ST. Đa số là những động tác dance rất là nhiệt huyết luôn ấy. Nhưng mà các anh có một mối quan hệ thân thiết, bọn mình là bạn với nhau ở ngoài. Thân cỡ nào? À, thân cỡ như vậy. Dạ, nâng như trứng hứng như hoa ôm vào lòng ạ. Ôm vào lòng và ngày hôm nay mình ôm lên hẳn sân khấu của Gương Mặt Thân Quen luôn đúng không? Nhưng mà có khó không khi mà ngỏ lời với Nikki? Khó không bác? Đầu tiên em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, đến tất cả ban giám khảo cũng như là tất cả khán giả và các thí sinh, các anh chị ạ. Nikki có chào Khánh không? Khánh thì luôn ở trong team Nikki rồi, thế nên không phải chào nữa. Wow. Thật ra là khi mà Kara có nhắn bảo là Nikki ơi, sắp tới có một tiết mục Kara cần sự hỗ trợ của em, thì em có rảnh không thì giúp. Thì Nikki chẳng cần biết là tiết mục gì cả, Nikki bảo ok, nhận luôn. Thế là say yes ngay lập tức đúng không? Không suy nghĩ gì hết luôn á. Nhưng mà chỉ trong một tuần thôi mà hai bạn đã có một cái màn diễn kết hợp cùng với nhau rất là ăn ý. Phải công nhận là ngày hôm nay là một tiết mục quá tuyệt vời của Kara Phương. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Kara Phương và Nikki. Cảm ơn Nikki rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nghe những lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét đầu tiên đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Xin mời. Đây không phải là một cái bài hát mà nó quá khó với là Bảo Thi cũng như là với Kara. Bởi vì anh biết rằng Kara sẽ có thể hát được những cái bài nó còn khó hơn nữa. Nhưng mà nếu như một cái bài hát tuy là không khó mà phải làm sao cho nó hấp dẫn đây, nó mới là vấn đề. Đó, thì ở đây em có cái sự kết hợp với vũ đạo rất đẹp mắt. Và càng về sau nó càng lôi cuốn, nó càng hấp dẫn hơn. Và hôm nay em đã mang lại cái tinh thần của một ca sĩ Bảo Thi trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen. Giọng em cũng nghe giống giọng của Bảo Thi nữa. Những cái nốt mà cái âm sắc nó hơi cao một tí ấy, thì em có cái âm sắc nó rất giống với Bảo Thi. Đó, cho nên là em làm được cái điều đó ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều. Ngay sau đây sẽ là phần nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh. Xin mời chị ạ. Kara lúc mà mới ra để hát là rất là giống Bảo Thi. Tuy nhiên là cho đến tận giữa bài chị vẫn cảm thấy rằng là nó có cái gì đấy nó chưa đủ cuốn hút. Thì chị cứ phân vân nghĩ xem là liệu là nó có cái gì sau đó hay không. Thì cuối cùng là có câu trả lời liền. Khi các bạn vũ công nữ á, là cởi bỏ cái áo vest bên ngoài và chạy ra mặc cái áo đỏ. Thì cái phần vũ đạo lúc đó rất là đẹp mắt. Và em đã hoàn toàn hóa thân thành Bảo Thi ở cái lúc đó. Những bước chân rất là điêu luyện và nó bắt đầu lôi mọi người vào dần để cuốn vào cái bài nhạc của mình. Thì chị thấy rằng là Kara có một cái điểm mà các không biết là Kara có tự biết về bản thân mình hay không. Đó là em rất là lì.
Lead on đó chị. Lead on. Dạ. Tức là đến giữa bài á là cô vẫn cứ mặt lạnh tè, miệng thì cười nhưng mà đầu óc cô là rất là tỉnh táo. Và cô rất biết cô đang làm gì. Và có thể là vì bạn của em ra đấy, lại hai đứa lại thân nhau á, thì nó có một cái độ gọi là tương tác với nhau mà mình cũng có cái niềm tin hơn ấy. Nên là cái phần sau là cũng gọi dùng từ gọi là bùng nổ cũng được. Rất là hay đấy. Chúc mừng em vì hôm nay có tiết mục hay. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều ạ. Nãy giờ ngồi nghe nhận xét của anh Đại Nghĩa và cả chị Mỹ Linh thì Khánh thấy là chị Ốc gật gù rất là nhiều. Phải chăng là chị đang đồng tình với những cái lời nhận xét của cả hai anh chị đúng không ạ? Chị không đồng tình. Ê. Chị đồng quan điểm. Dạ chị đồng quan điểm. Bắt bẻ em nó chi khó quá. Ốc em ơi. Đồng ý được chưa? Nói chưa, Cara là một cô gái rất là thông minh. Em biết mình đang làm gì như chị Mỹ Linh đã nói. Và em chia cái sức của em để ở cái phần đầu tiên á, em để cho mọi người thở nhẹ thôi. Xong bắt đầu đến khúc sau mà phải sung hơn thì bắt đầu em lôi người ta vào cái cảm giác. Và lúc đó là không thể rời mắt ra khỏi em luôn. Cứ thế mà nhìn em cho đến tận phút cuối cùng của bài biểu diễn này. Và ngày hôm nay phải cảm ơn Cara Phương. Bởi vì em đã tái hiện lại hình ảnh của Bảo Thi gần như là hoàn hảo. Chỉ có khác một chút xíu thôi. Đó là dù là ở hình ảnh nào thì Bảo Thi vẫn có nhiều cái sự ngọt ngào, nũng nịu. Còn Cara Phương thì lại cá tính hơn, mạnh mẽ hơn. Cho nên là có thể là về độ nũng nịu thì sẽ ít hơn Bảo Thi một chút. Nói chung đây là một tiết mục đẹp, thú vị. Và khi mà mọi người xem sẽ thích, nhất là các bạn trẻ sẽ rất là thích. Chúc mừng Cara Phương vì tiết mục này. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Cảm ơn chị Ốc Thanh Vân. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa, chúc mừng Cara Phương. Và ngay sau đây, trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Duy Khánh sẽ quay trở lại ngay. Xin mời. Khánh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Xin mời. Xin chào Phạm Lịch. Yeah, tuần này là bạn sẽ hóa thân thành một nữ diva hàng đầu thế giới. Celine Dion. Mê. Mê lắm đúng mê không? Mê kinh khủng từ cái phim mà Titanic ngày xưa. Trời ơi, tuổi thơ tục sự đúng không? Đúng rồi. Đây là một giọng ca rất là nội lực. Thì mình có khó khăn gì trong cái vấn đề là phải tập luyện như thế nào để hát thật là nội lực giống cô ấy hay không? Đúng rồi, khó, khó vô cùng luôn. Và bản thân của mình là cũng có cái lúc mà gọi là bế tắc đấy. Tập xong xong là ràn hết cả cò luôn mà. Chết rồi, bây giờ làm sao ta? Tập không được, tụt mút kinh khủng. Nhưng mà cuối cùng nhá, bản thân mình nghĩ nếu mà mình đi thi thì mình lựa chọn những cái là quá đơn giản dễ dàng, nó nhạt. Chả có gì xem mà bản thân mình không học hỏi được gì nhiều thì thà luôn mình thay đổi mỗi tuần và mình thay đổi cái cách khác từng nhân vật làm sao để mà mình có thể học hỏi được nhiều nhất, kể cả cái việc mà mình làm không tốt thì nó vẫn là một bài học cho mình. Trời ghê ơi. Chưa? Bây giờ mình xem thử coi là bữa giờ Phạm Lịch tập luyện như thế nào, có khổ sở, có vất vả hay không các bạn nhé. Xin mời. Là một sự nỗ lực rất là lớn, cố gắng vô cùng luôn. Và hy vọng là một lát nữa bước lên sân khấu, Phạm Lịch sẽ thể hiện đúng được tinh thần của Celine Dion nhá. Ok, cố lên. Yes. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Phạm Lịch trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen khi hóa thân thành Celine Dion. Xin mời. Sure, the soul is proud, and you're the fear.
Phạm Linh. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều. Quá tuyệt vời. Đây, cả ba vị ban giám khảo đều dơ bản hết. Bây giờ mình đọc nè, lần lượt nè. Anh Đại Nghĩa là tuyệt vời quá bạn ê. Chị Mỹ Linh là ngạc nhiên chưa. Và chị Ốc Thanh Vân chốt lại một câu là giỏi quá. Yes. Đúng quá xuất sắc. Chị Linh đã đứng lên trước và chị Mỹ Linh đã đứng lên rồi. Thì ngay lúc này chắc chắn là chị Mỹ Linh đang có rất là nhiều những cái tâm tư tình cảm muốn chia sẻ cùng với Phạm Lực, đúng không ạ? Xin mời chị. Càng vào sâu bên trong thì chị càng nhận ra cái nỗ lực của Phạm Lực và cái tính cách con người của Phạm Lực á. Phạm Lực là một người rất là ít lời, cũng thỉnh thoảng hơi ngượng ngượng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là Lực rất là có mục tiêu và bám chặt vào cái mục tiêu đấy và tiến lên và cứ kiên trì đi rồi mọi thứ nó sẽ mỉm cười với mình.
Và hôm nay là chị cũng muốn mỉm cười với em, bởi vì chị thấy là cái bài vừa rồi thì tất nhiên là làm sao mà có thể so sánh em với cả một nữ diva của thế giới. Cả thế giới này chỉ có vài giọng ca như thế. Nhưng rõ ràng là em hóa thân rất là giống. Tóc, tai, phục trang, rồi hát cũng giống. Cái cách em gần rất là Celine Dion. Nhưng cái điều quan trọng nhất là em đã hoàn thành bài hát này một cách trọn vẹn, không chê vào đâu. Nếu mà có gọi là soi soi một tí thì là này, cô Celine Dion thì cô là superstar, giọng hát của nữ diva, nên là khi cô ra hát cô rất là tự tin. Yeah. Thế nhưng mà em thì không thể có được cái tự tin đấy mà em hát một cách dò dẫm và rất sợ. Đặc biệt là những nốt cao chị dãy giờ rõ ràng là em phải tập trung các kỹ thuật thế nào và để lên được đúng cái nốt đấy mà nó không sai. Thì trông mặt em và thái độ của em là trông rất là lo. Thế nhưng cái đấy không thể trách em được, bởi vì là rõ ràng là em đang vượt qua bản thân mình và hôm nay em đã làm được. Và chị là lại một lần nữa chúc mừng em. Em rất là xứng đáng để vào được đến vòng ngày hôm nay. Chúc mừng Phạm Linh. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều. Đó. Chị nghĩ là có khi sắp tới đi hát là có đồng nghiệp Phạm Lịch rồi đó. Em cũng phải nghĩ vậy á. Không phải là vũ công đi nhảy phụ họa cho ca sĩ nữa. Nhưng mà khi mà đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen và trải qua rất là nhiều đêm thi như vậy thì Lịch có cảm thấy tự tin hơn về giọng hát của mình không? Thực sự là sau nhiều tuần được giống như rèn luyện để học hỏi thì đến giờ giống như tuần hôm nay đó, nó là một cái icon mà em cực kỳ nghiêm túc luôn và áp lực với nó đứng trên sân khấu ạ. Bản thân mình ngày hôm nay mình chưa thấy đã lắm đâu. Đối với em á, em cũng chưa hài lòng lắm. Nhưng mà đúng là cả một quãng thời gian như thế thì đã cho em một Phạm Lịch ngày hôm nay là tự tin hơn rất là nhiều rồi. Thực sự là có. Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần nhận xét đến từ giám khảo Ốc Thanh Vân. Xin mời. Chị xúc động lắm Lịch. Thật sự. Chị đã nhìn sâu vào đôi mắt của em khi mà em thể hiện ca khúc này. Chị không có những cái cảm giác là mình nổi gai ốc khi nghe một cái giọng hát kinh điển. Nhưng mà một cái cảm giác là mình cảm phục. Nó cứ len lỏi bên trong chị và chị xúc động vì điều đó. Chị biết Phạm Lịch được sinh ra để đứng trên sân khấu. Dù em làm bất kỳ công việc gì liên quan đến nghệ thuật thì em cũng sẽ làm hết mình. Ngày hôm nay điều đó thể hiện rất rất là rõ. Chị nghĩ là cũng là một thử thách rất là lớn với em khi phải thể hiện ca khúc này. Dù là bất kỳ một bài hát nào của Celine Dion thì cũng đều là thử thách khủng khiếp. Nhưng bài hát này nó lại còn khó hơn so với những bài hát mà đã từng được Celine Dion thể hiện nữa, bởi vì cái sự mãnh liệt bên trong nó quá lớn. Và khi mà Phạm Lịch mà thể hiện múa đương đại thì chúng ta cũng sẽ thấy một con người của Lịch hiển thị rất là rõ luôn. Bởi vì nó truyền tải hết những gì mà em muốn nói với mọi người, rằng em đã nghiêm túc với công việc nghệ thuật như thế nào. Vì vậy cái bảng giỏi quá này ngày hôm nay chị dành cho em, chị nghĩ nó chưa đủ đâu. 10 trên 10 chị cảm thấy vẫn chưa đủ, bởi vì chị nhìn thấy em nó phải có thêm những cái dấu cộng đằng sau đó nữa kìa. Và thật sự khâm phục em. Chúc mừng em về tiết mục này. Cảm ơn giám khảo Ốc Thanh Vân rất nhiều ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe giám khảo Đại Nghĩa nhận xét ạ. Ở đây anh nhận xét rất công tâm, khi Phạm Lịch để hát được cái bài này là một cái bài hát không đơn giản. Với cái giọng như Celine Dion là một cái giọng cao, mỏng, luyến lấy, cực kỳ phức tạp và có một chút âm mũi trong đó. Thì bây giờ Phạm Lịch hóa thân được như thế này thì chúng ta còn đòi hỏi điều gì cao hơn nữa? Em đã làm quá tốt với những cái nốt luyến. Ví dụ cái câu mà I still believe, thì cái chữ believe, cái chữ cái âm cuối cùng á, em đẩy lên và luyến lên đúng ra cái chất của Celine Dion, bởi vì cô ấy hát hay luyến lấy lắm. Hay cái câu mà I read to you, cái chữ you, em luyến lên cái chữ you một cái nữa, nó cũng ra ngay cái âm sắc của Celine Dion. Đôi khi chúng ta bắt chước một nghệ sĩ không phải bắt chước giống từng từ một, mà chúng ta chọn đúng cái điểm rơi, đúng cái điểm nhấn mấu chốt của nhân vật, chúng ta làm ra cái đó thôi là mọi người sẽ wow, đây Celine Dion hát như thế này đây, cách cô ấy luyến như thế này đây, và hôm nay Phạm Lịch đã bắt chước, đã làm được điều đó. Dĩ nhiên vẫn thiếu một chút cái thần thái, cái sự mạnh mẽ, cái sự mãnh liệt giằng xé trong nội tâm của cái bài hát này là em, do em cũng căng thẳng và em hồi hộp. Đặc biệt là cái đoạn mà khi em đứng trên cái bục cao như thế thì anh thấy rằng là em có cái sự căng thẳng trong đó và nó chưa thể hiện hết cái tinh thần. Nhưng như thế này đã là quá tốt, cho nên anh đưa cái bản tuyệt vời bản ấy là vậy đó. Dành một lời khen chân thành cho em ngày hôm nay, Phạm Lịch. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa và cả hai giám khảo còn lại rất nhiều. Và một lần nữa chúc mừng Phạm Lịch, bạn đã làm quá tốt và quá xuất sắc tiết mục này. Và ngay sau đây, trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin mời. Như
Khánh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Linh Ly khi hóa thân thành ca sĩ Văn Mai Hương. Xin mời. Xin chào Linh Ly. Xin chào Duy Khánh. Tuần này Linh Ly sẽ hóa thân thành nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Dạ đúng rồi ạ. Thì không biết là bạn đã tập luyện cũng như là chuẩn bị những gì rồi? Thực sự là với Văn Mai Hương thì Linh cũng cảm thấy là hơi sợ một chút. Bởi vì là giọng Văn Mai Hương với giọng Linh thì hai cái giọng là cũng khác nhau hoàn toàn ý. Đúng rồi. Linh thì phải cố gắng làm sao để có thể giống nhất. Và Linh cũng đã bắt chước được cái kiểu là lý lắc của Văn Mai Hương. Và Linh cũng đã nghĩ rằng là trên sân khấu mình sẽ làm như thế nào. Và mình sẽ hơi khó khăn tí xíu về cái ngoại hình. Tại vì ngoại hình của chị Văn Mai Hương sẽ rất là khác Linh. Chị Văn Mai Hương thì kiểu hơi mũm mĩm tí xíu. Đúng rồi. Còn Linh thì là kiểu mảnh khảnh. Thì mình có một cái chiến lược gì về hóa trang để cho mình có thể lên sân khấu nhìn vô một cái là người ta sẽ nhận ra đó chính là Văn Mai Hương không? Cái này cũng là một cái khó nữa. Tại vì là cái bản mà hát bài này á thì Hương lại mặc rất là sexy. Nên mình không thể nào đổ. Và mình không thể nào mà che được đi cái khuyết điểm của mình là tay chân quá nhỏ. Chính vì thế mà mình cũng đã cố gắng làm sao để cho mọi người có thể nhìn qua cái khuôn mặt của Hương mà nhìn ra khuôn mặt của mình nó có nét tương đồng. Đúng rồi. Và hơn hết nữa là mình phải tập luyện luôn cả những cái cử chỉ và điệu bộ của chị Văn Mai Hương khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Đúng rồi, cả những cái phát âm. Thì giọng mình không giống thì mình phải học những cái cách hát làm sao để cho giống. Hương nhả chữ rất là tròn và nảy nữa. Mà mình cũng phải học những cái đó nữa. Bây giờ mình coi thử coi là bữa giờ Linh Ly đã tập luyện như thế nào để hóa thân thành ca sĩ Văn Mai Hương các bạn nha. Sẵn sàng để bước lên sân khấu Gương Mặt Thân Quen và hóa thân thành nữ ca sĩ Văn Mai Hương chưa? Mặc dù là có hơi hồi hộp một chút nhưng Linh đã sẵn sàng. Chơi tới luôn. Ok là không gì phải sợ. Cố lên. Xin mời Linh Ly. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Linh Ly khi hóa thân thành nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mang có đánh đắt tạo. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng sớm. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em sẽ đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ. Con tim rối bời và sắc hương đi em ơi.
mềm mong chờ thêm khao khát em ở đám say em miên man chẳng một ai ngại ngần thốt nên lời dối bời dối bời chơi bời một nhà đi xa đôi môi em đã cháy tôi một nhà đi xa đôi như ánh mắt trời một nhà đi xa em lấy lung rất che tôi một nhà đi xa ôi tôi khao khát em rồi Mona Lisa, Mona 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 Mona Lisa, đôi môi em đã cháy tôi, Mona Mona Lisa, luôn lấy những ánh mắt trời, Mona Mona Lisa, em lấy lung rất che. Xin cảm ơn các bạn dancer rất nhiều. Và đó là Linh Ly. Linh Ly thân mến, hồi nãy thì tiết mục của bạn gần như rất là hoàn hảo, cho đến khi Khánh thấy là bạn tiến về phía ba vị ban giám khảo và bạn có những cái màn mà phùng mang trợn má để bạn đe dọa giám khảo, thì ý nghĩa của những cái hành động đó là gì ạ? Thực ra là không phải là mình đe dọa giám khảo đâu ạ. Lúc đấy là em chỉ thể hiện cảm xúc của em một tí thôi. Bình thường chị rất là ấm áp, nhưng mà kiểu là thể hiện hơi bị lạnh lùng ấy. Nhiều khi là em thấy hơi sợ ấy, chẳng may là đến cái câu hát đấy thì em lại đến lượt chị, thì em có thể hiện hơi sao lại chẳng giống may kiểu hơi chẳng may được. Cái này là có sự tính toán từ đầu. Là bởi vì sao? Với ba người chúng ta là bạn ấy thể hiện ba cảm xúc khác nhau nha. Đến anh là một cái sự thả thính. Đến với chị Mỹ Linh ông lại lung giết chết tôi. Rồi đến ông Thanh Vân là nũng nịu, dễ thương dễ thương. Đến chị Mỹ Linh là chẳng may. Không, nhưng mà chắc là vì có một cái ý đồ ẩn sâu ở bên trong những cái hành động đó đúng không ạ? Không, như cái câu hát đấy là ở giữa mà chị Mỹ Linh ngồi giữa thì cũng là một điều chẳng may mà. Là không có tính toán gì trước, tức đúng là không? Tại vì hôm nay chị ngồi chính giữa, chị ơi, phải chi mà chị để em ngồi ngay chính giữa đi. Rồi, ngay lúc này thì chắc là em mời giám khảo chẳng may, giám khảo Mỹ Linh của chúng ta Chị thấy tiết mục của Linh Ly ngày hôm nay như thế nào ạ? Chị thấy là tiết mục này hóa thân từ trang phục này là rất là giống. Nhảy rất là đẹp, chị chỉ có thắc mắc là tại sao cái bài hát thứ hai sao nó lại hơi thấp thế? Ôi không, bài hát thứ hai nó cao ấy chị ạ. Tại vì đoạn cái đoạn đầu, đoạn đầu chị, nhưng mà để dành cho đoạn sau á chị. Đoạn sau là rất là cao. Đúng rồi, cái đoạn sau nó cao lắm ạ. Nếu mà thực ra là cái đấy em cũng, cái quãng của em nó cũng không được rộng lắm ấy. Giọng em lại đang bị khàn nên là em hát cái đoạn cao này nó bị với quá. Đấy thì chị chỉ có mỗi cái phần đó là chị cảm thấy là không biết là chọn cố lên được nửa tông thì nó sáng. Chứ còn về nhảy nhót các thứ thì là thôi thì không có gì để nói rồi, là rất là đẹp. Và hôm nay em cũng tự tin biểu cảm hơn. Chị nghĩ dường như em vào đến vòng này em thi cho vui, em chả có quan trọng được hay thua hay như nào. Tâm trạng của em lúc đi thi là em rất là thoải mái. Dạ thế, đúng ạ. Chị nghĩ là nếu mà tất cả các thí sinh đều như thế á thì chúng ta sẽ có một cái gương mặt thân quen thế hệ mới, nó rất là fun, nó rất là cởi mở. Nhưng mà đừng dọa chị sợ. Hồi nãy cái đoạn mà Linh Ly ra đây là em thấy là có thông điệp rõ ràng. Đúng như anh Nghĩa nói là cả một sự tính toán chứ hoàn toàn không có chẳng may gì hết. Ở trước mặt anh Đại Nghĩa thì em phải thả thính, dễ thương đúng không? Câu đấy là để lung linh như ánh mặt trời, thế anh lúc nào anh cũng cười. Như là kiểu đưa em về nhà đúng không? Dạ. Vì anh Đại Nghĩa sở hữu một căn biệt thự đẹp. Cái gì vậy Vân? Phải như vậy thôi anh à. Như về nhà anh được. Ôi. Rồi, đến qua chị Mỹ Linh thì em có một chút kiểu là trừng miếng lên. Miếng ghê ha. Dạ. Kiểu giống như em muốn nhấn với chị Mỹ Linh rằng là chị phải coi lại cái điểm số dành cho Linh Linh ngày hôm nay phải xứng đáng hơn, bởi vì bạn ấy đã... đó hơi có tiếng nghiến răng. Hơi có tiếng mắc dù lên đốt rất cao nhưng răng vẫn nghiến đúng. Còn qua tới chị,
Mà lúc mà làm cái mặt dễ thương đó, em biết là chị suy nghĩ tới điều gì không? Giống như kiểu là chị ơi, giảm giá cho em mua mỹ phẩm đi. Cùng một lúc em cũng làm hai ba việc. Vâng, mình làm nghệ thuật Vân ơi, mình bớt kinh doanh online đây là được không em? Nãy giờ chị Ốc hay chị Linh nói cũng chỉ là vui thôi. Còn bây giờ tới anh này nha. Thứ nhất là mẹ Linh rất đẹp. Hồi nãy trước khi lên sân khấu, vô tình đi lướt ngang qua Linh ở bên ngoài mà anh phải buộc miệng. Trời đất ơi, đẹp vậy? Khen gì đẹp vậy? Khen ta hả? Thiệt em, tại vì sửng sốt. Nhưng mà dĩ nhiên mình không thể nào mình bắt chước được cả cái sự hơi mẩm mỉm của Văn Mai Hương được. Với trang phục này lại càng khó. Ví dụ như mình mặc bộ trang phục nào đó nó kín một tí thì mình có thể mình nhồi, mình nhét, mình đồn vào bên trong. Nhưng với bộ trang phục nó hơi quyến rũ thế này thì chúng ta sẽ không thể nào bây giờ đắp da đắp thịt cho nó dày lên. Thì cái điều đó là giám khảo sẽ không có soi xét nha. Chị thấy rằng cái ngoại hình này với cái gương mặt này của em đã gần giống Văn Mai Hương. Còn với cái phần bài hát của em, cái bài đầu tiên là cái bài Cầu Hôn. Anh thấy cái bài này em làm khá là giống Văn Mai Hương. Nhất là những cái nốt cao, những cái từ cuối cùng, cái từ gót nè, cái từ đoá nè. Khi em cố tình em đẩy cái hơi á. Như em nói là cái quãng giọng của em cũng không phải là quá rộng được như Văn Mai Hương. Nhưng em đã làm rất là tròn trịa với cái phần bài hát đầu tiên. Và khi đến với cái bài Mona Lisa, đây là một cái bài hát khó. Cộng với cái vũ đạo rất là nhiều nữa. Đây là cái bài mà thật ra Văn Mai Hương không phải diễn một mình, diễn cùng với Đồng Ánh Quỳnh á. Cho nên là mình thấy được cái không khí nó sôi động hơn rất là nhiều. Còn ở đây có mình em à. Mà anh muốn hỏi tại sao em không kiếm thêm một bạn nào đó đóng vai Đồng Ánh Quỳnh cho nó giống với cái clip gốc luôn? Tại vì bài hát nó cũng ngắn quá, em sợ mời như thế nó phí. Tức là bạn ấy là chỉ phí sẽ nhảy thời thôi. Gian, chứ em muốn bạn ấy xuất hiện nhiều hơn nhá. Em có thể nhờ một bạn vũ công làm chuyện đó. Tức là bạn ấy sẽ là người đứng bên cạnh em và nhảy như là vai của Đồng Ánh Quỳnh. Còn em thì là Văn Mai Hương và em hát và em nhảy trong đó. Thì nó sẽ gần giống nhất với cái clip gốc mà chúng ta đã được xem. Nha. Về phần vũ đạo em làm tốt. Một tiết mục anh nghĩ là thành công. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn những lời nhận xét đến từ ba vị ban giám khảo Và một lần nữa xin chúc mừng Linh Ly với tiết mục rất là dễ thương, rất là ấn tượng. Cảm ơn Linh Ly rất nhiều, xin mời bạn. Linh hôm nay rất là đáng yêu. Thật đẹp lắm, rất là đáng yêu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và đón xem một tiết mục vô cùng thú vị đến từ Voi Biển Band. Xin mời. Cool.
tay thật lớn dành cho Voi Biển Mình. Voi Biển. Wow. Cái khúc Happy chắc chắn là ở đây ai cũng happy cả. Cảm ơn các anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh. Khánh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Phạm Việt Thắng và xem coi là anh ấy đã tập luyện như thế nào trong một tuần vừa qua các bạn nhé. Xin mời. Xin chào Phạm Việt Thắng. Chào Khánh. Yeah. Yeah. Tuần này là Thắng sẽ hóa thân thành. Mình quay chúng anh Willem. Wow. Đây là một nhân vật cực kỳ khó bởi vì gần như là ảnh hát rất là nhanh và vũ đạo rất là nhiều. Dạ. Thần thái thì rất là sôi sục. Dạ. Như là muốn đốt cháy sân khấu luôn. Dạ, vâng. Thì mình có gặp những cái khó khăn gì hay không? Khó khăn đầu tiên mà em cảm nhận được đó là về âm nhạc của anh ấy là một cái thể loại âm nhạc đối với em nha. Em cảm thấy rất là lạ. Từ cái melody của anh ấy rất là khó để mình có thể bắt chước. Thứ hai là ở trong cái kỹ thuật hát của anh ấy, anh sử dụng những cái kỹ thuật nó nằm ngoài cái lĩnh vực ca hát anh. Tức là ví dụ đi, mình ví dụ thử đi. Ví dụ ở Việt Nam mình sẽ không bao giờ dùng những cái kỹ thuật kiểu Wow, có nghĩa là mình phải vận dụng cái cơ lưỡi của mình. Dạ. Rất là nhuần nhuyễn. Dạ. Nhưng mà thấy Thắng có vẻ rất là nhuần nhuyễn đúng không ạ? Thì em cũng đã phải tốn công sức rất là nhiều để có thể tập được ra cái kỹ thuật này. Vậy thì bây giờ mình coi thử coi là bữa giờ Thắng đã tập luyện như thế nào các bạn nhé. Xin mời. Hy vọng là Phạm Việt Thắng sẽ có một tiết mục thật là hoành tráng và đốt cháy sân khấu như cách mà William đã làm. Dạ. Good luck. Ok. Hẹn gặp lại Phạm Việt Thắng trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen khi hóa thân thành William. Xin mời. Shot me down with the love and the cold pang pang. That's 'cause a killer from the gang. Shot me down with the love and the cold pang pang. And oh, I love her so that's why I got her not to know that I'd be here for her to always love her down. And maybe that's the truth the girl can take and say no. You shall wonder when my thoughts and see you when you down. Bang. Bang, shot with a bang. Love him down, so I shot my baby with a bang. Bang, shot with a bang. Bang, 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 bang. Bang, shot with a bang. Love him down, so I shot my baby with a bang. Hey baby, can't get you out my brains. Damn girl, you suck a sexy thing. Little lady, my baby makes me go down, down. My baby makes me go down, down. Hey, my baby makes me go down, down. My baby makes me go down, 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 down. My baby makes me go down, down, down. My baby makes me go pam 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 pam.
Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều. Cảm ơn Ngọc Kayla. Thì bạn đã gửi đến cho các bạn khán giả cũng như là ba vị ban giám khảo một tiết mục vô cùng sôi động và thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh. Xin mời chị ạ. Càng ngày thì Phạm Việt Thắng càng cho chúng tôi thấy là cái sự đa dạng của Thắng. Tức là Thắng có thể hóa thân thành nhiều nhân vật với những cái hình ảnh, nhân dáng cũng như là giọng hát là khá là đa dạng. Phần hát thì mình cũng không nghe rõ lắm đâu. Bởi vì thực ra là trong cái phần hát này thì cô nữ hát thì nhiều hơn. Đúng không? Còn cái phần hát của anh Will.i.am thì cũng không phải là có nhiều điểm nhấn. Nhưng cái điểm nhấn nhất ở đây là Thắng đã vũ đạo một cách rất là điêu luyện. Dường như là bạn đã tập nhảy từ lâu lắm rồi. Phải không? Dạ, về nhảy thì em cũng mới tập tham gia chương trình thì em tập nhiều. Còn những cái tiết mục của trước đó thì em có tập qua, nhưng mà những cái thể loại khác. Nên là mong rằng là sau cái chương trình Gương Mặt Thân Quen Thế Hệ Mới này thì bạn cứ thế mà phát huy tiếp thôi. Bởi vì thực ra là bạn đã có sắc vóc, có giọng hát, và bạn cũng có một cái sự tinh ý, thông minh và đa dạng. Cái quan trọng nhất là bạn rất là đa dạng ấy. Hôm nay bạn có một tiết mục rất là tốt, chúc mừng bạn. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Minh Linh rất nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Ốc Thanh Vân. Xin mời chị ạ. Hôm nay thì Phạm Việt Thắng, em chọn chúng một nhân vật có nét đặc trưng, cho nên là chỉ cần là hóa trang thôi thì đã cảm nhận được hình ảnh của nam ca sĩ này rồi. Cộng với việc là em đã trau dồi từ vũ đạo cho đến cái cách hát, cái cách nhún nhảy, cái kiểu biểu diễn trên sân khấu là hoàn toàn có thể thuyết phục được người xem, vì họ nhìn thấy bóng dáng của người ca sĩ này với hình ảnh của em ngày hôm nay. Với cá nhân chị, thực ra chị hơi tham một chút. Chị muốn là Thắng máu lửa hơn một chút. Tại vì ở cái đoạn mà bùng nổ nhất trong bài biểu diễn này thì chị thấy em vẫn còn thiếu điều đó. Tuy nhiên, nếu như mà xét về tổng thể thì đây vẫn là một tiết mục rất là đáng xem. Và chị mong rằng là sau đêm nay, chặng đường sắp tới của em nó sẽ rực rỡ hơn. Bởi vì mọi người, và nhất là khán giả đã thấy được năng lực của em. Và chúc mừng em vì em đã có một tiết mục rất hấp dẫn. Em cảm ơn chị Vân rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Ốc rất nhiều ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe giám khảo Đại Nghĩa nhận xét ạ. Với nhân vật này, cái nhân dáng miễn bàn, quá đẹp, bước ra một cái là wow, nhìn là ra ngay lập tức. Về phần vũ đạo, anh bất ngờ. Cái bài này em nhảy rất là nhiều và hai cái chân em cũng rất là điêu luyện. Còn về phần hát, hồi nãy chị Linh nói rằng cái phần hát của các anh chàng hơi ít hơn so với cô nữ, em lại thấy khác đó chị. Em thấy rằng các anh chàng này có nhiều điểm nhấn trong cái phần hát này đó. Cái phần mà gì đó. Mà chị không có nghe. Thì bởi vậy, hơi khó chính vì đó là một cái điểm nhấn trong cái tiết mục này của anh chàng. Mà Thắng khi mà đến cái điểm cao trào nhất, cái đỉnh nhất của nhân vật mình á, hơi thiếu chút xíu thôi. Đó, cái cách mình bật hơi, cái cách mình phát âm ra từng chữ này, nó nối qua chữ kia, nó đang bị nhòe nhòe nhòe. Trong khi anh chàng Will.i.am này thì từng từ một, nó bắn nó rất là mạnh, nó rất là rõ luôn trong từng từ, mặc dù rất là nhanh. Em có thể em hát lại giùm anh một đoạn hoặc là hai đoạn cái chỗ này, cái chỗ trời thách thức em đó, cái chỗ đó thách thức đó. Được ạ, đó là cái điểm nhấn đó chị, quan trọng nhất cho đó. Làm được cho đó cái là tự nhiên mình thấy wow, vỗ tay ngay lập tức. Em làm nha anh. Vỗ tay các bạn ơi. Hey baby, can't get you out my brains. Damn girl, go suck a sexy thing. Lady, my baby makes me go tow tow. Đó, thì những cái đoạn như thế này á, nếu như mà em chỉ cần em làm cho nó chắc hơn, nó mạnh hơn, cái từ nó bắn ra nó nét hơn, thì coi như là chiếm trọn hoàn toàn tình cảm của tất cả mọi người. Nhưng mà luôn. Nếu là khúc đó mà anh làm thì anh nghĩ anh làm được không? Chắc chắn là anh làm không được nha, là anh nhai lưỡi, anh cắn nuốt luôn đó. Thì chỉ có một tí xíu, cái đó là cái điều hơi tiếc nuối ở anh trong cái tiết mục này của em. Còn toàn bộ những cái còn lại em làm rất tốt, chúc mừng em. Em cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều ạ. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất nhiều. Vâng ạ, xin chúc mừng Phạm Việt Thắng. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng. Em chắc chắn luôn là bây giờ em giới thiệu thí sinh tiếp theo ra đây là mọi người sẽ bất ngờ. Ai vậy? Kinh khủng khiếp luôn. Ai vậy? Một cái người mà thường xuyên gọi là diễn song ca cùng với nữ ca sĩ Bảo Thy. Vương Khang hả? Hả? Dạ, anh Vương Khang đang ngồi xa xa dưới kia anh ơi, đang làm tổng đạo diễn của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Biết đâu, bị gì nghe nói là diễn cùng với Bảo Thy, mình nghĩ ngay tới Vương Khang. Ngoài anh Vương Khang ra, còn một người nữa, chị Ốc ơi. Còn. Chị đoán thử xem. Còn ai nữa? Là ai ạ? Một hoàng tử. Hoàng tử gì ạ? Hoàng tử Sơn Ca. Và đó là... Quang Vương! Xin mời!
chào Thái Sơn. Yeah, xin chào Duy Khánh. Vâng, tuần này thấy bạn có vẻ như rất là thoải mái, rất là yêu đời. Yeah. Bởi vì bạn đã bấm chọn chúng nhân vật ca sĩ Quang Vinh. Quang Vinh. Vâng, và theo Khánh được theo dõi Thái Sơn trước đó thì Thái Sơn hình như cũng đã từng giả giọng anh Quang Vinh rồi đúng không? Chính xác. Thực ra là không phải là hóa thân anh Quang Vinh lần này là đi thi đâu. Yeah. Mà là từ bé, cái hồi mà mình mua cái DVD Hoàng Tử Sơn Ca là mình đã học rất nhiều bài của anh Vinh rồi. Thì có khó hay không khi mà mình phải tập những cái biểu cảm cử chỉ của anh Quang Vinh? Bởi vì nói về giọng hát thì mình cũng không phải là một cái điều gì đó quá lo ngại rồi. Thực ra thì anh Quang Vinh thì mình vừa thấy cũng thoải mái nhưng mà cũng lo, là bởi vì là ngoài cái giọng hát ra mình không biết bắt chước cái điều gì, bởi vì anh Quang Vinh ấy, anh có một cái sự nhẹ nhàng và anh điềm tĩnh lắm. Dù sao thì Hoàng Tử Sơn Ca, Hoàng Tử là mình nghe một cái gì đó rất là bling 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 bling, rất là đẹp đúng không? Mà tuần nào mình cứ bốc phải ai đẹp trai là giám khảo nói mình hóa thân không giống. Không sao cả, quan trọng hơn hết là mình thể hiện được đúng cái tinh thần của đúng người rồi, ca sĩ đó. Và giọng hát cũng là một lợi thế mà Thái Sơn có được khi mà đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay nữa. Dạ. Nên không phải lo, bây giờ mình coi thử coi bữa giờ tập luyện sao nhé. Xin mời. Bây giờ bước lên sân khấu nhé. Cảm ơn Duy Khánh. Yeah. Chúng ta sẽ cùng gặp lại Thái Sơn trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen khi hóa thân thành nam ca sĩ Quang Vinh. Trên phố nhớ mùa mưa qua, còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Giọng giống anh. Dạ giống anh. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng ai. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau, từng nụ hôn ta trao khi đó biến giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình ai. Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn, một mình anh lang thang tình rơi bên hiên ôm lấy con tim mưu phiền, hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi, mình anh lang thang miên cát trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sóng cứ trôi dạt nơi chốn nào, tìm em mênh mông biên trời. Vẫn thấy con đường xa tín mù, tìm em tìm hoàng hôn lá. Nắng tan trăng vừa lên cuối đường, bỏ quên con tim héo mòn. Cứ mãi đi tìm nhau thế thôi, để cho ai vơi mong nhớ. Và thấy nhau tình yêu sao ngỡ ngàng, đêm về trên nghe lòng thao thương. Vì yêu em anh như say, vì yêu em anh như mơ, mơ giấc mơ ngày mai. Tình yêu cho ta bên nhau, tình yêu cho ta bao ân tình trọn đời bên em. Vì yêu em anh như say, vì yêu em anh như mơ, mơ giấc mơ ngày mai. Tình yêu cho ta bên nhau, tình yêu cho ta bao ân tình trọn đời bên em. Vì yêu em anh như mơ, mơ giấc mơ ngày mai. Tình yêu cho ta bên nhau, tình yêu cho ta bao ân tình trọn đời bên em. Và đó là nam ca sĩ Quang Vinh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhận xét đến từ chị Ốc Thanh Vân ạ. Thật sự là chị đã rất là cố gắng trong tiết mục này. Chị cố gắng tìm anh Quang Vinh. Lâu lâu thì chị thấy anh có nhá hàng cái, sau đó lại thấy anh mất tiêu. Nhưng mà mỗi lần mà gặp cái trường hợp như vậy thì chị thường hay sử dụng cái chiêu là nhắm mắt lại, thả mình vào miền cát trắng, nghe giọng hát và sẽ thấy anh Quang Vinh xuất hiện. Tại vì thật sự là Thái Sơn, em giả anh Quang Vinh giống, rất giống. Em đã nghiên cứu rất kỹ về chất giọng của anh Quang Vinh. Nó sẽ hơi lộ ra một chút ở phần em nói. Tại vì anh Quang Vinh thường nói thì sẽ chậm hơn. Và anh cũng hay kiểu cười cười trước khi anh bắt đầu câu nói. Còn kiểu của Thái Sơn thì sẽ hoạt ngôn hơn, nhanh miệng hơn. Nhưng khi em hát thì rất là giống anh Quang Vinh. Cái giọng của anh Vinh nó rất là ngọt ngào. Nó đàn ông nhưng mà nó lại cực kỳ nhẹ nhàng, rất là thanh lịch. Và trong cái bài hát này là Thái Sơn làm rất là tốt điều đó. Còn đương nhiên là về nhân dáng thì nó sẽ rất là khó cho em, bởi vì không có liên quan một cái miếng nào hết trơn á. Tuy nhiên, cái phong cách của anh Quang Vinh khi hát bài hát này, ví dụ như anh đứng, anh hay dang chân một chút, anh sử dụng tay còn lại khá là nhiều. Rồi cái cách mà hất để mà khoe cái mái tóc dài lãng tử, mái tóc đó dài, rồi cái hàm râu quai nón rất là đặc trưng. Thì tất cả những điều đó là em đã làm và đúng là phong cách của anh Quang Vinh. Có khúc mà em đi vô bên trong á thì kiểu hơi vội một chút. Anh Vinh thì đúng là khi anh đi vô anh cũng hơi kiểu gù gù một chút, nhưng mà cái bước chân anh sẽ chậm rãi hơn em. Cảm ơn giám khảo Ốc Thanh Vân rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là giám khảo Mỹ Linh ạ. Chị nghĩ là hôm nay là em không được đỏ lắm, đen. Vì là bắt vào cái nhân vật mà nó cũng là rất là khó, không liên quan đến em. Nếu mà như chị Vân nói là nhắm mắt lại để nghe thì cũng giống, nhưng nếu mà nghe thật kỹ ra thì các cái phần phát âm ấy nó cũng không thể giống được, nó cũng khó. Nên chị nghĩ là hôm nay là một thử thách đối với em. Tức là nếu mà nói nhân vật Quang Vinh dùng từ khó là phải hiểu đúng, tức là khó với em á, bởi vì là nó không có màu sắc, cái màu sắc nó không quá đậm nét để em có thể tô thêm, mà vấn đề em lại còn phải bỏ bớt cơ. Thế mà bỏ bớt thì lại không phải phong cách của em. Đó, lại không phải thế mạnh của em. Thế nên chị nghĩ rằng hôm nay không phải một ngày may mắn của em. Nên là chị hy vọng rằng là vào vòng sau thì là em sẽ bắt được một nhân vật nào đấy mà mình có nhiều đất để diễn hơn. Em nghĩ ý chị Linh thế này. Trong chương trình Gương Mặt Thân Quen của chúng ta là phải bắt được những cái gì mà nó đậm nét nhất của cái người nghệ sĩ để chúng ta hóa thân. Cho nên là sẽ hơi kém may mắn một tí nếu chúng ta chọn được những nhân vật mà cái màu nó không quá đậm nét. Mặc dù người ấy vẫn là một nghệ sĩ rất thành công và được nhiều người yêu mến, nhưng mà để hóa thân lại người đó thì ít nhất mình phải tìm được cái gì đó mà nó ấn tượng nhất. Nhắc tới một cái là người ta sẽ nhớ ngay, để mình tô, mình đồ cho nó đậm lên, để ra cái hình ảnh của người đó. Thì với nhân vật ca sĩ Quang Vinh ngày hôm nay là một cái trường hợp như thế. Và so với những nhân vật của những tuần trước khi em làm á, thì cái màu sắc của họ nó đậm đà hơn và người ta sẽ dễ dàng nhận ra hơn. Còn về phía ngoại hình thì dĩ nhiên mình không thể nào đòi hỏi là Sơn phải có một cái ngoại hình
giống như Quang Vinh được. Nhưng mà phải công tâm mà nói rằng thì với tiết mục của Sơn ngày hôm nay so với những tuần trước thì nó chưa có quá ấn tượng bằng những tiết mục mà em đã từng làm trên sân khấu này. Đó là một cái điều mà anh phải xin lỗi khi anh nói với em điều đó. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Nói chung là ngày hôm nay là Thái Sơn cũng đã làm rất tốt tiết mục của mình rồi. Một tràng pháo tay dành cho Thái Sơn. Cảm ơn Thái Sơn rất nhiều, xin mời. Và ngay lúc này đây sẽ là phần vô cùng kịch tính, vô cùng khốc liệt. Bởi vì ba vị giám khảo của chúng ta sẽ bắt đầu cho điểm. Từ đầu chương trình thì Khánh có ngỏ lời với chị Ốc Thanh Vân, thì chị Ốc bảo là chị Ốc mãi là người đến sau, nên là có thể là chị Ốc sẽ không chấp nhận cho điểm trước. Vậy thì hai giám khảo cộm cán và quyền lực nhất trong chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay, đó chính là giám khảo Mỹ Linh và giám khảo Đại Nghĩa. Ai sẽ là người cho điểm đầu tiên ạ? Để tôi. Wow, đây sự quyết tâm. Thì hồi đầu anh đã nói rồi, hôm nay giám khảo mặc cái đồ đen như thế này cần phải thể hiện cái sự mạnh mẽ, vâng, sự quyết đoán, chứ không phải yếu đuối và nhu nhược như ai kia. Thôi, mình thay đổi một chút đi. Thay đổi sao chị? Bây giờ em muốn thể hiện thì đã không còn cơ hội nữa Vân ạ. Em không phải là muốn thể hiện, nhưng mà vậy, lúc đầu thì em rất là ngại rằng là mình lâu lâu mới đến thăm gia đình Gương Mặt Thân Quen một bữa, xong mà em vô đây rồi em nhận xét các bạn hoặc là cho điểm khó quá thì cũng không phải là điều em muốn, bởi vì em hiểu rằng là các bạn đã nỗ lực rất là nhiều và hành trình này nói chung là quá khó. Nhưng mà bây giờ thì chị Ốc nghĩ rằng là chị cũng khá là tự tin để mà đưa ra điểm số này, bởi vì chị nghĩ rằng là những gì mà cả ba người ngồi ở đây cùng chứng kiến từ đầu đến giờ thì có lẽ nó cũng sẽ có những cái điểm tương đồng với nhau. Nên bây giờ em Út, nếu mà xung phong làm việc này thì anh có đồng ý không ạ? Không. Gia đình kỳ, gia đình không tương trợ lẫn nhau gì hết trơn vậy. Nói thì nói vậy thôi, chứ em Út trong nhà mà đúng không? Một khi đã lên tiếng thì làm sao mà mình chấp nhận được em. Ủa, vậy là cuối cùng là Ủa. Thôi em cho trước đi, anh chị cứ cho trước đi rồi em cho sau vậy đi. Thôi mà nói chơi thôi, đừng có giận mà nha. Thôi được rồi Vân, em cho sau nha. Và ngay sau đây sẽ là số điểm đến từ giám khảo Đại Nghĩa, xin mời. Rồi bây giờ thì anh sẽ đọc số điểm của mình nha. Hôm nay thì như những gì anh nhận xét với cái phần trình diễn của các em từ nãy đến giờ, anh sẽ cho điểm theo cái cảm nhận của mình. 8 điểm. Đó là điểm mà anh dành cho Thái Sơn ngày hôm nay. Cố gắng hơn ở những tuần sau Sơn nha. 9 điểm dành cho Cara Phương, Bảo Thi. 10 điểm Linh Ly, Văn Mai Hương. 11 điểm và 12 điểm là hai điểm số rất là khó, và anh đã rất là cân nhắc để đưa ra quyết định này của mình. 11 anh dành cho Phạm Việt Thắng và 12 anh dành cho Phạm Lịch. Wow, xin chúc mừng Phạm Lịch. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất nhiều ạ. Vâng, và ngay sau đây sẽ là giám khảo Mỹ Linh. Mặc dù phải khẳng định là 5 tiết mục đều đầy nỗ lực và đều hay, nhưng mà để gọi là phải cân não thì không quá nhức đầu như những lần trước, nên là mình đã cho Thái Sơn điểm 8, Cara Phương điểm 9, Phạm Việt Thắng điểm 10, Linh Ly 11 điểm và 12 điểm cho Celine Dion, Phạm Lịch. Chúc mừng Phạm Lịch một lần nữa. Chắc chắn là bây giờ bạn sẽ không còn nói được gì nữa rồi, nghẹn ngào quá rồi. Để xem nhá, giám khảo cuối cùng là chị Ốc Thanh Vân sẽ cho điểm như thế nào. Vâng, xin mời chị Ốc Thanh Vân ạ. Điểm 8 dành cho Thái Sơn. Điểm 9 Cara Phương. Điểm 10 Linh Linh. Em thật là đáng yêu ngày hôm nay và chị thích tiết mục của em. Điểm 12 là điểm dành cho Phạm Lịch. Bạn đã nhận được 3 số điểm tuyệt đối đến từ cả 3 vị giám khảo. Một lần nữa xin chúc mừng Phạm Lịch và mời bạn bước lên sân khấu. Chúc mừng em. Đây, một tràng pháo tay thật lớn dành cho Phạm Lịch nè các bạn. Rồi, cho Khánh hỏi tí xíu là đây là lần thứ bao nhiêu Phạm Lịch cầm trên tay giải nhất tuần rồi?
Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên hình như là cầm chung với Lily đúng không? Lần này là mình được cầm riêng rồi, cái cảm giác của mình nó có khác lần trước không? Em rất là bất ngờ khi mà... Cảm Lịch đã rất là cố gắng đó các bạn, rất cố gắng. Em nghĩ hôm nay là một ngày may mắn. Thực sự là bản thân mình chưa hài lòng lắm. Nhưng em thấy các bạn ở đây làm cũng rất là tốt và rất là hay. Nhưng mà em nghĩ là ngày hôm nay nó cộng hưởng đó chính là sự may mắn của em. Được mọi người chắc là yêu thương nhiều hơn một chút. Thì phần thưởng này đã đến với em nó giống như là một món quà bất ngờ. Tại vì em không dám đặt mục tiêu là mình sẽ làm có thể nhất tuần được. Em chỉ nghĩ mình có thể làm tốt nhất và để mọi người đón nhận mình nhiều hơn. Em cảm ơn. Thật ra là từ phía Phạm Lịch thì là Phạm Lịch có những cái cảm xúc là bất ngờ, bởi vì không nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ được nhất tuần đúng không? Nhưng mà từ phía ban giám khảo, từ phía các bạn tham gia cùng cũng như là tất cả các bạn khán giả thì không có gì bất ngờ hết, bởi vì ngày hôm nay Phạm Lịch xứng đáng nhận giải nhất tuần. Bạn đã có được một tiết mục cực kỳ tốt, cực kỳ thành công. Xin chúc mừng Phạm Lịch. Vâng, mời bạn về chỗ nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để xem tổng điểm của các bạn thí sinh trong đêm thi ngày hôm nay. Xin mời. Thái Sơn 24 điểm, Cara Phương 27, Linh Ly 31, Phạm Việt Thắng 32 điểm và dẫn đầu là Phạm Lịch 36 điểm. Và chúng ta sẽ cùng coi thử coi là tổng điểm của các đêm thi sẽ như thế nào các bạn nhé. Xin mời. Cara Phương 134 điểm, Linh Ly 140 điểm, Phạm Việt Thắng 149 điểm, Phạm Lịch 152 điểm và dẫn đầu là Thái Sơn 156 điểm. Xin chúc mừng Thái Sơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Diệu Khánh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay sau đây sẽ là phần bấm chọn nhân vật cho tuần tiếp theo. Và các bạn thân mến, tuần tiếp theo sẽ là chủ đề All Star. Nên vì vậy, các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một nghệ sĩ đồng hành cùng với các bạn, kết hợp cùng với các bạn cho đêm thi tiếp theo. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Wow. Yeah. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu từ Thái Sơn. Xin mời bạn. Rồi, bây giờ cho hỏi thăm Thái Sơn tí xíu nè, cảm xúc của bạn như thế nào? Thực ra thì em cũng không biết là cảm xúc như thế nào, bởi vì mình rất là tò mò cái người mà mình sẽ kết hợp cùng với ai. Dạ, yeah, bật mí cho bạn một tí xíu, một thông tin này rất rõ ràng, đó chính là bạn sẽ kết hợp cùng với một trong những thí sinh của 7 mùa trước. Quá rõ ràng chưa ạ? Nghe là cảm thấy phấn chấn liền đúng không? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng biết được ai sẽ là người kết hợp cùng với Thái Sơn ở tuần tiếp theo. Xin mời. Và đó chính là nam ca sĩ Phan Ngọc Luân. Yeah, quá tuyệt vời. Sướng quá đúng không? Khi gặp anh Luân á thì em có nhận ra một điều là hai anh em rất là giống nhau trong chương trình này. Em chia sẻ cho mọi người biết có anh em giống gì điểm gì, chứ cái mặt là không có giống rồi đó. À, ok. Em với anh là thánh về nhì của chương trình này. Có không? Có không anh Luân? Luân xin chia sẻ luôn là năm 2016 á, là em có tham gia chương trình đó thì chị Mỹ Linh có nói với một câu là số cái bạn này rất là đen. Là khi mà chuẩn bị trao cái giải nhất rồi đó là cái tiết mục sau lại hay hơn. Thế là bạn ấy lại về nhì. Là mãi đến tuần thứ 8 là em mới có được cái tuần nhất đầu tiên khi mà em làm Lý Ngọc Cương đó anh nghĩ nhớ không? Đó cho nên là bạn Sơn cũng trùng trường hợp với em luôn. Thánh về nhì. Yeah. Vâng ạ. À, nhưng mà có hơi bị quan ngại hay không khi mà cả hai thánh về nhì kết hợp cùng với nhau? Vậy thì tiết mục tuần sau thì mình có về nhì chung không? Hay là mình muốn về nhất không ạ? Không, phải nhất chứ, phải nhất chứ. Phải nhất chứ đúng không? Đúng rồi. Vậy thì nhì
cùng nhì cố gắng lên nhất nhá. Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần bấm chọn nhân vật cho tuần tiếp theo. Xin mời hai bạn đặt tay lên cần gạt. Mời màn hình. 3 2 1 bắt đầu. Wow! Cặp đôi Lam Trường và Hồng Ngọc. Ủa rồi, rồi ai Lam Trường, ai Lam Trường, ai Hồng Ngọc? Hồng Ngọc đấy. Nhỏ người. Thôi được, cũng được. Rồi hợp ok. Không, bây giờ mình ráng mình về chỗ đi, mình ngồi mình suy luận với nhau coi ai nên làm ca sĩ Lam Trường và ai nên làm ca sĩ Hồng Ngọc nhé. Chúc cho các bạn sẽ có một tiết mục thật là hoành tráng vào tuần sau. Cảm ơn hai bạn. Yeah. Và tiếp theo sẽ là thí sinh Cara Phương. Xin mời bạn. Cara mong muốn là mình sẽ kết hợp cùng với nghệ sĩ nam hay nữ vào tuần sau? Em mong là nữ ạ. Nữ hả? Tại sao? Tại em thích ạ. Hy vọng là những gì em thích sẽ thành sự thật nha. Dạ. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt để xem coi là ai sẽ là nghệ sĩ kết hợp cùng với Cara Phương vào tuần sau. Xin mời. Wow. Và đó là nữ ca sĩ Mia. Dạ, xin chào chị. Chị Mia thân mến, cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị bước từ trong cái lòng ra mà chị thấy Cara Phương ạ? Trời, một cô gái xinh đẹp. Dạ. Là mình mừng lắm rồi. Với lại là đối với Mia, cái mà không quen là nhà, chừng nào nhà gọi là về. Vậy thì chắc là chị Mia đã xem những cái tập đầu tiên cho đến thời điểm bây giờ của mùa Gương Mặt Thân Quen năm nay đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ vâng ạ, chị thấy Cara Phương như thế nào? Có một tập mà Mia rất là thích Cara, đó là Cara giả Sơn Tùng mà. Wow, đúng, cái này công nhận. Em công nhận hoàn toàn, quá đẹp trai. Xui nha bà, xui. Vâng, và bây giờ hai bạn sẽ để tay lên cần gạt để chúng ta chọn nhân vật cho tuần tiếp theo nhé. Em tin chị, em tin chị. Em không dám đụng vô luôn á. Mời màn hình. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, Lý Huy và CL. Chị Mia làm CL rồi mọi người ạ. Được à. Rồi ạ, ưng ạ. Ưng không? Vô rồi. Hai chị em rồi. Vô rồi. Chị em nha. Và tiếp theo sẽ là Linh Ly, xin mời bạn. Những bước đi này có thật sự là tự tin không ạ? Linh Ly mong muốn là nghệ sĩ kết hợp cùng với mình sẽ là nam hay nữ, hiểu không? Thực ra là nam hay nữ đều được ạ. Đều được đúng không? Dạ vâng ạ. Không ngần ngại đúng không ạ? Dạ không ngần ngại. Và ngay bây giờ để xem coi là nghệ sĩ nào sẽ cùng kết hợp với Linh Ly ở tuần sau, xin mời. Hòa Minzy. Wow. Xinh đẹp quá. Hòa ơi. Hả? Không, em mới vừa làm cái gì ạ? Em thấy sự tự tin cùng với Linh Ly. Tại sao em tự tin nhiều đến như vậy? Tại vì em thấy là Linh Ly một thí sinh mà giả mà ít giống nhất trong chương trình năm nay. Hòa ơi. Thôi được rồi nhá. Được rồi nhá. Mời về Linh. Hòa, em có thật sự là đang củng cố thêm tinh thần cho bạn diễn với mình không? Em đến đây là để em tham gia. Em tham gia, nhưng em có thật sự là mong muốn kết hợp với Linh Ly không ạ? Để em tỏa sáng. Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn rất là tự tin nhá. Tôi vẫn rất là tự tin nhá chị Hòa nhá. Khánh, tự nhiên bây giờ anh thấy Hòa xuất hiện á, anh mong ước sao mà khi hai chị em gạt cái cần gạt á, cái nhân vật hiện lên là chị Mỹ Linh. Tiết mục đỉnh cao. Vâng ạ. Và ngay bây giờ không để mất thời gian nữa, chúng ta hãy cùng đặt tay lên cần gạt nào, để xem coi là tuần sau Linh Ly và Hòa Minzy sẽ hóa thật không giống. Giống. Em làm phép hả? Ý là bỏ hết những cái mà từ trước đến giờ đi. À, bắt đầu cho một tương lai tươi sáng hơn. Một tương lai sáng. Vâng, để tay lên cần gạt nhé. Đây là cần gạt ạ? Đúng, đây là cần gạt. 3, gạt xuống đây nhé. 2, 1, bắt đầu. Wow. Ôi trời ơi. Trọng Tấn và Anh Thư. Ai?
Ai là trọng tấn? Anh Thơ nhé, anh Thơ đây là trọng tấn nhé. Hoa ơi, em là ai ạ? Em muốn là ai? Em muốn là... Em sẽ là trọng tấn nhá. Hay Linh sẽ là anh Thơ nhá. Linh sẽ là trọng tấn và em sẽ là anh Thơ được không ạ? Không được nhá. Mới gì thì chưa gì hết mà đã không hòa thuận rồi. Em thấy không có sự kết hợp ở đây rồi anh Nghĩa ơi. Giả nam nhiều chưa? 2-3 lần nhá. Nhưng giống lần nào chưa? Cũng giống. Nếu mà không giống thì lần này Linh sẽ phải Linh, giả nam tiếp. Linh có giả Eric nhá. Linh có giả Eric nhá, cũng hơi giống. Thôi được rồi, lần này Linh sẽ tiếp tục giả nam để sẽ làm thế nào để giống nhất. Thôi có biết thể. Như thế, về tập sau. Vâng, cảm ơn Hòa Minh Di và Linh Ly. Xin mời hai bạn về chỗ. Cố gắng tập luyện nha. Vâng, và thí sinh tiếp theo xin mời Phạm Việt Thắng. Phạm Việt Thắng thân mến. Dạ, chào Khánh. Bạn có mong muốn gì hay không trước khi nghệ sĩ khách mời chuẩn bị xuất hiện? Thì thực ra với một người có tâm lý là kết bạn bốn phương như em thì anh chị nào em đều yêu quý và tôn trọng. Kết bạn bốn phương. Kết bạn bốn phương nhưng mà cảm giác cái gương mặt của em không quá niềm nở để kết bạn. Không, vậy thì quá sợ rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng xem ai sẽ là người kết hợp cùng với Phạm Việt Thắng nhé. Xin mời. Yeah, và đó chính là nam diễn viên Võ Tấn Phát. Em chào anh Phát. Đó, chào em. Dạ. Xin chào ba anh chị, xin chào tất cả quý vị khán giả. Yeah. Phải nói là lần trở lại này như là quay trở về ngôi nhà của mình. Dạ. Nhớ một năm trước thì ở vị trí này, trong cái lồng huyền thoại này, dạ, là anh Đại Nghĩa. Dạ. Xuất hiện để hỗ trợ cho Phát. Dạ. Và ở mùa này thì Tấn Phát thay thế vị trí của anh Nghĩa và hỗ trợ cho bạn Thắng. Và hy vọng là anh em mình sẽ có sự hợp tác tuyệt vời. Em chưa biết là phần chuẩn bị của bọn em là ai và sẽ như thế nào, nhưng mà em nhìn thấy anh bước ra là em đã thấy tuyệt vời rồi đấy. Dạ. Và hy vọng là anh sẽ không bấm trúng một icon nào đó giả nữ nữa. Vậy là anh Phát sai. Tại sao vậy? Năm nay mình đổi phong thủy rồi, mình không có bấm nữa, mình gạt cần. Dạ vâng ạ. Tại nhớ mùa rồi, tại vì khi mà anh hóa trang thành nữ đó, dạ, thì nó ghê lắm luôn á, thật sự. Không, em có xem, em thấy đẹp, thú vị, duyên dáng. Ủa, thú vị chỗ nào em? Dạ, ý là anh bước ra một cái là mọi người cảm thấy wow, cười tung lên. Anh sợ lắm, tại vì anh, dạ, như một cô bé tập tạ vậy. Cô bé đua con hả cô anh bé hả? Đua con. Vâng, hy vọng là những gì anh không muốn sẽ xảy ra. Vâng, mời anh để tay lên cần gạt nhé. Hai anh em mình rồi, nha. Hai anh em nha. Xin mời màn hình. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Wow. Rồi. Sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Minh Tuyến. Hay quá, anh sẽ là Minh Hưng, của em là Minh Tuyến nha. Anh lại được vào nữ tiếp anh nhá. Đâu, anh là Minh Hưng, em là anh Minh Tuyết chứ. Dạ không, em nghĩ là mình để cho khán giả đỡ ám ảnh như hai tiết mục em đã từng giả nữ anh. Thì em nghĩ là mình nên làm anh Hưng hơn anh ạ. Rồi thôi, em thi mà em thích thì anh chịu. Vậy luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Minh Tuyết. Rồi, xin mời hai bạn về chỗ. Và thí sinh cuối cùng trong đề thi ngày hôm nay đó chính là Phạm Lịch. Xin mời. Phạm Lịch có muốn nói gì không? Hôm nay vui quá rồi, xúc động quá rồi. Ướt át quá rồi, giờ về tươi lên, hy vọng là sẽ gặp một người hỗ trợ mà kiểu năng lượng mà tung lên vậy đó. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ kết hợp cùng với Phạm Lịch trong tuần tiếp theo. Xin mời. Và đó chính là nam ca sĩ Đỗ Phú Quý. Đỗ Phú Quý xin gửi lời chào đến ban giám khảo cùng với tất cả các bạn khán giả đã có mặt ở đây và xem chương trình Gương Mặt Thân Quen mùa năm nay. Rất là vui khi trở lại ngôi nhà của mình nhờ. Wow, rất là tuyệt vời. Hơi chiếu em nhé, hơi chiếu. Tính... Ủa, mọi người ở đây là học chung một câu thoại và xem Gương Mặt Thân Quen như là nhà đúng không? Đúng rồi, ngôi nhà mà. Thật sao mà. Cái nhà này đông người quá vậy? Hòa không có nói vậy. Không có nói vậy hả? Anh Khánh nhau ơi, đó chưa? Anh Khánh, cái này là MC. Vừa nãy chị Mia tập trong kia cái thoại đó. Cái nghe thấy, cái ra đây nói nghe luôn. Nghe lén. Dạ. Trời. Rồi. Có thật sự là như vậy không hả Quý ơi? À không mà. Khoan, nhưng mà ở ngoài đời là Phạm Linh với cả là Đỗ Phú Quý đã quen nhau trước đó chưa? À, có rồi, hai chị em đã có một chút xíu gọi là đã từng làm việc với nhau. Oh. Nhưng mà chưa có cơ hội được gọi là trình diễn chung trên một sân khấu. Nhưng mà đã có quen nhau trước ở ngoài rồi thì chắc chắn là mình sẽ ăn ý và cũng như là
tập luyện với nhau cũng dễ hơn đúng không nào? Dạ. Vâng, và ngay bây giờ đặt tay lên cần gạt nhé. Xin mời màn hình. 3, 2, 1, xin mời. Nicole. Rồi. Một nghệ sĩ duy nhất thôi. Singer. Vậy là cả hai người sẽ cùng hóa thân thành một nghệ sĩ hả? Wow. Wow. Thực sự là áp lực đấy ạ. Hơi căng nhỉ. Quý là Lịch có xem những mùa trước của Quý là Quý rất là máu lửa, giống như cái ôi chết rồi Quý ơi, không có nuốt bạn diễn nha. Không nuốt. Tới đây là để hỗ trợ, phải luôn tâm niệm điều đó trong đầu. Ok ok. Không nuốt bạn diễn. Đúng. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, rồi. Chúc mừng Đỗ Phú Quý và Phạm Lịch. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và như thường lệ, người giành nhất tuần đó chính là Phạm Lịch. Bạn sẽ biểu diễn lại ca khúc vừa rồi nhé. Xin mời bạn. Quý vị và các bạn rất nhiều, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần sau lúc 21:15 trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thế đâu có đôi lúc con tim ngẹn lời, thế đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi. Nhất là cái lúc mà Lam Truyền ôm cái hông cái eo này thật sự rất là to. Anh sẽ hiền lắm hơn tình ai. Không em ơi, cái đó là ở quá rồi nha. Cái đó kêu là ở chua luôn em. Trước khi mà lên sân khấu thì Linh còn rất là mệt mỏi, nhưng mà khi lên đến đây thì đã thể hiện rất là tốt. Và em cảm thấy rất là tốt luôn. Hòa ơi, em có thật sự là đang hỗ trợ cho Linh Ly không? Đang cố để phân tích xem là cái đoạn hội thoại vừa rồi nó có ý nghĩa như thế nào. Gọi là ý nghĩa gì đâu. Chưa hiểu ấy.